Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sống kinh doanh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình kỳ này sẽ là những thông tin về thị trường kinh doanh đáng chú ý sau đây. Quý vị thân mến, với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng phát triển, bên cạnh làm đẹp bằng công nghệ cao thì spa dưỡng sinh Đông y đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những người tìm đến sự kết hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm thư giãn và lợi ích từ y học cổ truyền. Vừa qua, ngày 28 tháng 12 năm 2023, Thi Mộc Thư Healthy and Beauty Center, tọa lạc khu dân cư Hiệp Thành City, quận 12, đã tổ chức thành công lễ khai trương trung tâm chăm sóc da bằng công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp dưỡng sinh Đông y. Được biết, Thi Mộc Thư là đơn vị chuyên về lĩnh vực dưỡng sinh trị liệu, chăm sóc điều trị sắc đẹp, với 3 tiêu chí cung cấp chất lượng dịch vụ, máy móc công nghệ tiên tiến, cao cấp bên cạnh giá cả hợp lý nhất. Cùng với đó là bộ máy nhân sự được đào tạo bài bản, chuyên môn kỹ thuật cao, ân cần, chu đáo sẽ giúp khách hàng hài lòng. Ngay từ ban đầu, Thi Mộc Thư đã xác định đi vào hoạt động với 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là khách hàng đến trải nghiệm sẽ đạt được cái không gian thư thái nhất, thư giãn nhất với tiêu chuẩn 5 sao. Tiêu chí thứ hai là quý khách sẽ được sử dụng cái dịch vụ kỹ thuật viên cũng như công nghệ tiên tiến hiện đại nhất. Và tiêu chí thứ ba là giá cả hoàn toàn hợp lý. Buổi lễ khai trương với sự tham gia của đông đảo khách mời, văn nghệ sĩ cùng chuyên gia lĩnh vực làm đẹp và sức khỏe. Đặc biệt, khách tham dự còn được trải nghiệm các dịch vụ của trung tâm tại không gian đẳng cấp 5 sao và được giảm giá 50% nhân dịp khai trương. Trong tương lai, Thi Mộc Thư sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển chuỗi hệ thống về dưỡng sinh trị liệu, chăm sóc sắc đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn trên cả nước.